người có thể là nướng là ngon nhất. Thì do là ở ngoài chợ họ không có thời gian để họ cắt, cho nên là mình tự về nhà mình cắt mỏng ra thành miếng dài và dài khoảng 1 cm như thế này. Mình phải có con dao thật là sắc bén thì mình mới là đoạn được mỏng như vậy. Nướng như vậy nó mới thịt như vậy nó mới thấm gia vị và nhanh chín. Giờ trước khi ướp thịt thì mình sẽ trộn sơ qua nước sôi cho cái da không có bị nổ khi mà mình nướng. Mình trộn sơ qua một cái rồi sẽ bắt ra ngay, bớt ra ngay. Trộn như thế này thì miếng thịt nó cũng cứng hơn, nó sẽ thẳng hơn khi mà nướng, nó không có bị biến dạng. Đây là thịt sau khi đã trộn, bây giờ mình sẽ ướp với lại sa tế và chao. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị trước làm sa tế để mà ướp vào thịt heo. Thì sa tế gồm có ớt xay nè, dầu ăn nè, tỏi băm. Mình sẽ cho vào ớt xay một chút muối. Trước tiên mình sẽ đổ dầu vào một cái nồi, nhỏ, đổ khoảng một chén dầu. Dầu đã bắt đầu nóng, mình bỏ tỏi vào đây xay cho nó thơm. Mình chỉ để lửa nhỏ cho dầu nó sôi liu liu thôi các bạn, và đợi cho tỏi dần vàng thì mình sẽ bỏ ớt vào. Dầu nó sôi lên một chút xíu rồi tắt bếp. Vì nếu như là thường mà mình dùng để ăn cái bún bò hay là các loại bún thì người ta sẽ phi mỡ heo, sẽ thắng mỡ heo lên rồi bỏ thêm xả và cũng tỏi và ớt xay như thế này vào, rồi tạo thành cái sa tế dùng để ăn các loại bún. Nhưng mà đây là sa tế để ướp thịt cho nên là mình làm đơn giản thôi, chỉ có dầu ăn, tỏi và ớt xay. Thì sa tế mình phi như thế này là đã được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tắt bếp. Tắt bếp mình bắt ra ngoài cho nó nguội rồi ướp lại thịt nướng. Nguyên liệu chính để làm cái món thịt nướng ngày hôm nay đó là chao. Đây là chao, là đậu hũ được lên men thành chao. Cái mùi thơm của nó rất là đặc trưng. Bây giờ mình sẽ pha chao với sa tế để ướp vào thịt. Chao lâu nên rất là thơm. Họ khi mà họ lên men chao thì họ cũng có bỏ ớt trong đó rồi. Bây giờ mình chỉ lấy chao thôi và không có lấy nước. Chao đã lên men lâu ngày rồi cho nên nó có cái màu như thế này. Thì nó đã mặn rồi cho nên là mình
chỉ cần bỏ chao và sa tế, không cần muối nữa. Mình sẽ bỏ sa tế. Xong bây giờ mình sẽ cho nó chờ khoảng 15 đến 20 phút cho thấm gia vị. Trong lúc mà chờ than nóng đỏ thì mình để thịt qua một bên. Bây giờ than đã nóng đỏ rồi, mình sẽ bỏ thịt lên nướng, thịt nó cũng vừa thấm gia vị. Và kế bên mình có một miếng thịt không có gia vị là để cho những người không ăn cay được. Nướng thịt chưa nướng chín nhưng mà cái màu nó lại rất là đỏ đẹp nhờ sa tế. Chao rất là thơm. Mình sẽ chở liên tục. Wow, hấp dẫn quá, cái màu đẹp quá. Mình phải chở liên tục không thì nó sẽ hơi cháy. Cái màu nó rất là đẹp các bạn ơi. Nếu mình ăn cay được, cay được thì mình bỏ thêm nhiều ớt, bỏ thêm nhiều sa tế, nhưng mà mình ăn cay vừa thì mình chỉ bỏ như đây thôi. Bây giờ người ta ra nhiều loại bếp nướng điện, lò nướng điện, nhưng mà từ xưa tới nay thì nướng than vẫn là ngon nhất. Thịt ba rọi nướng than, ăn với rau sống, bún hoặc là ăn với bất kỳ món gì cũng được. Do là mình đã trụng sơ miếng thịt heo trước khi nướng, trước khi ướp, cho nên là cái da heo nó rất là trong. Mỡ nó chảy ra này các bạn, nhìn hấp dẫn. Sài Gòn mùa này đang mưa cho nên là mình đang nướng nó thịt nướng hay hải sản nướng là hợp nhất. Nướng thịt này ra chuẩn bị chín rồi, rất là hấp dẫn.
Thịt heo thì có nhiều cách nướng khác nhau, có thể nướng với muối ớt, có thể nướng với sả, hoặc là nướng không cũng được. Nướng ướp với lại chao và sa tế như thế này cũng là một cái cách nướng rất là ngon, cho cái vị nó hơi khác lạ một chút so với thông thường. Cho cái da xuống dưới tăng một tí để cho nó giòn cái da. Wow, rất là hấp dẫn rồi đó. Cái màu không thể chê vào đâu được. Bây giờ là thịt đã chín rồi thì mình vớt ra ngoài. Nếu mà nướng quá lửa là nó sẽ bị cháy. Ngon nhất là khi mình ăn trên bếp. Rồi mình sẽ ăn thử một miếng nha. Tuyệt vời. Ngoài kia trời lạnh mà ăn miếng thịt nướng nó vừa nóng. Thơm của chao không? Chao thơm béo, thịt đó thì ngọt, chín tới ngọt. Cay, có vị cay nữa. Cay. Thì đã chín hết rồi, bây giờ mình sẽ lấy ra và thưởng thức thôi. Loại rau sống là hợp nhất. Rau sống thì gồm có salad nè, rau thơm các loại. Bây giờ mình sẽ xắt rau ra dĩa. Đó, mình sẽ xắt rau ra dĩa để thưởng thức. Thịt nướng có thể ăn kèm với lại chấm với lại chao pha với tỏi ớt, hoặc là nhà mình thích ăn nước mắm tỏi ớt cho nên mình sẽ giã nước mắm tỏi ớt. Mình bỏ khoảng 3 trái ớt và mấy tép tỏi. Rồi mình giã cùng với đường, cho vào đây 2 muỗng đường. Nguyên chất nó rất là mặn, giống như là nước mắm công nghiệp. À,
ăn thì mình sẽ cuộn với lại rau các loại.